Vừa rồi, trong một lần dạo vòng quanh mạng xã hội thì tụi mình có bắt gặp một video khá thú vị. Các bạn nhìn nhé, video đặt vấn đề, đâu mới thực sự là anh cả? Thật ra nội dung video cũng không có gì quá mạnh mẽ, không đào to búa lớn, nhưng nếu các bạn quan sát kỹ một chút thì hẳn sẽ nhận ra vấn đề ngay. Trong video có xuất hiện hình ảnh của các nguyên thủ quốc gia của Pháp, Mỹ, Đức khi gặp đại diện của Trung Quốc. Theo đó, đại diện của Pháp thì hơi khom người, đại diện của Đức thì cúi nhẹ, và đại diện của Mỹ thì liên tục cúi người khi đối diện với phía Trung Quốc. Nhưng đến khi hình ảnh của Việt Nam được chiếu đến thì khác một trời một vực. Thông tin thêm cho các bạn, trong lĩnh vực ngoại giao, việc thể hiện tư duy tự chủ và sự thăng bằng giữa các quốc gia thường thể hiện qua cử chỉ, thái độ trong các sự kiện quan trọng. Một lưu ý quan trọng mà người tham gia ngoại giao cần tuân thủ là khi các nguyên thủ quốc gia bắt tay nhau, mặc dù có thể có sự khác biệt về văn hóa và thể hiện tôn trọng, nhưng việc cúi đầu trước đại diện của một quốc gia khác cần được hạn chế tối đa. Cúi đầu có thể hiểu là sự thể hiện của sự thấp thỏm, yếu đuối hoặc sự nhận thức về sự không bằng nhau trong mối quan hệ. Khi nguyên thủ quốc gia bắt tay nhau, việc giữ thăng bằng và sự tự tin cần được thể hiện thông qua cử chỉ và thái độ lịch lãm và tự tin. Tự chung việc đối diện, nhìn thẳng và bắt tay một cách thẳng thắn là cách thể hiện sự cân bằng trong mối quan hệ và tôn trọng lẫn nhau. Trước hình ảnh này, hãy cùng xem cư dân mạng Việt Nam của chúng ta đã có những phản hồi và cảm nhận như thế nào nhé. Bác Trọng vỗ vai phía trên. Tay bác cố tình kéo vai ông Tập xuống chứ không chịu ôm dưới eo. Việt Nam là vua lì đòn, chưa biết cúi đầu trước quốc gia nào. Tôi hiểu rõ lúc bác Trọng giơ tay ra để cho ông Tập cúi người xuống ôm bác, đó là hành động thực tế nói rõ cho cả thế hệ chúng ta là luôn đứng thẳng, không cúi đầu. Cách thức chào của Pháp là phép lịch sự, còn Việt Nam là chào theo kiểu tình bạn. Cái bắt tay của bác Trọng cũng nói lên nhiều lắm chứ không đùa nha. Ông nào thẳng lưng là ông trùm nha. Việt Nam chỉ cúi đầu trước cha mẹ, đều là chủ tịch nước, ngang vai vế thì chẳng việc gì phải cúi đầu cả. Bác đè vai, Tập phải cúi đầu xuống. Bác đến, ông Tập vẫy từ xa, niềm nở khác hẳn, như gặp người anh, người bạn thân tình đã lâu đến thăm nhà, nhìn Pháp, Đức, Mỹ chán chả buồn nói. Bác Trọng đúng là khí chất hiên ngang, đại diện cho một đất nước Việt Nam anh hùng, chứ đâu phải như các chư hầu. Cụ Tổng kiểu, tuy tao bé nhưng chú mày vẫn phải cúi chào. Đến ông Tập còn phải cúi xuống để ôm bác Trọng mà. Chỉ có gặp bác Trọng thì ông Tập mới cười tươi thế, mà bác Trọng tuổi cao sức yếu rồi, thương quá. Tập cao nhưng phải khom lưng ôm bác Trọng thấp hơn. Qua những gì cư dân mạng nói ở trên thì tụi mình cũng phải công nhận khả năng quan sát tốt của các bạn. Các bạn chú ý vào những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại chứa đựng dụng ý sâu xa. Ở các cuộc gặp gỡ của nguyên thủ giữa các quốc gia, đặc biệt là trong cuộc gặp giữa bác Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, hai người đại diện cho hai quốc gia có lịch sử và quan hệ phức tạp, một hình ảnh sâu sắc về tinh thần ngoại giao và thái độ của người đứng đầu quốc gia đã được thể hiện một cách rõ ràng. Mặc dù vóc dáng có sự khác biệt, nguyên thủ Việt Nam đã thể hiện một tư duy tự chủ và sự kiên định trong mối quan hệ ngoại giao. Ngay từ khi bước vào, sự khẳng khái trong cử chỉ, chào tay thể hiện tính cởi mở và tôn trọng, đồng thời củng cố sự thăng bằng trong mối quan hệ. Không phải chỉ riêng mỗi mình mà nhiều bạn hẳn cũng thấy được rằng đại diện của Việt Nam thẳng lưng, tự tin và không hề một lần cúi đầu, dù là lời chào nhẹ. Nguyên thủ Việt Nam đã tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ và sự cân bằng trong quan hệ ngoại giao. Bác Trọng đã tạo ra một tín hiệu mạnh mẽ về sự cân bằng trong quan hệ ngoại giao. Có thể đây không phải là hành động gì quá lớn lao, nhưng hành động tuy nhỏ này lại chứa đựng thông điệp khá mạnh mẽ về mối quan hệ ngoại giao, cân bằng giữa đôi bên. Đây là một ví dụ rõ ràng về cách thể hiện khí phái ngoại giao thông qua cử chỉ và thái độ, từ đó củng cố vị thế và tầm quan trọng của quốc gia trong cộng đồng quốc tế. Sự khẳng khái và khí chất ngoại giao là những yếu tố tôn vinh tinh thần bình đẳng và thể hiện tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ cân bằng trong các hoạt động quốc tế, đặc biệt là khi giữa các quốc gia đang tồn tại khá nhiều vấn đề như Việt Nam và Trung Quốc chẳng hạn. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, từ biến đổi khí hậu đến dịch bệnh và xung đột chính trị, tạo thế cân bằng và khí phát ngoại giao trở thành bước quan trọng trong việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng. Việc tôn trọng và thể hiện tầm quan trọng của mỗi quốc gia, bất kể kích thước hay sức mạnh, sẽ giúp thúc đẩy sự hợp tác và giải quyết các vấn đề toàn cầu một cách hiệu quả và bình đẳng hơn. Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Sau khi các bạn xem xong video vừa rồi, bạn cảm thấy thế nào về hành động của nguyên thủ Việt Nam? Liệu hành động như trên chỉ là vô tình hay có ẩn ý gì ở sau? Nếu bạn có suy nghĩ gì về điều này thì hãy bình luận để chia sẻ ý kiến của bạn cho mọi người cùng biết với nha. Nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.